Và tiếp nối chương trình ngay sau đây là một nhạc phẩm được thể hiện qua ba tiếng hát nhí của chương trình ngày hôm nay. Hợp ca, tam ca, đó là Phước Duyên, Phúc Hoa và Phúc Nhi, qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Chí Tâm, bài hát được mang tên Ai bảo ăn chay là khổ. Yeah.